anh dùng. Và nói rằng có biết không, là trong đêm chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam á, Hoa hậu Hoàng Nhê đã sử dụng đôi chân trần của mình nè để bước trên cái sân khấu danh giá đó và trao lại vinh dự cho Hoa hậu đương nhiệm á, các bạn biết không? Và không để cho quý vị khán giả chờ lâu nữa, xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiết mục Đôi Chân Trần đến từ các bạn đoàn hát CKT. Rồi.